xin chào thầy, chúng ta trở lại video của Hoàng nha. Hôm nay thì Hoàng giới thiệu với các bác một bộ sản phẩm đầu xịt Amactun cốt liền với lại motor nha mọi người nhé. 3HP động cơ 2.2 nha mọi người nhé. Motor Trần Hưng Đạo. Đây, cái này thì nó sẽ bắt liền vào đây nha. Nó sẽ cốt motor nó đâm vào cốt gen nó qua một cái bánh răng nữa. Nó chạy trực tiếp vào motor và đầu xịt luôn. Đó thì anh em cái này thì em đã gắn luôn cho anh em là một cái rơ le thứ ngắt. Đó, khi mà anh em bóp cò thì motor sẽ chạy và anh em nhả cò là motor sẽ ngưng luôn nhé. Đó, ống hô hồi về theo ống hút này. Cái này là T28 ly và động cơ là 1.5 HP nhé mọi nhé. Đó, có gắn át chống giật cho anh em luôn. Khi gặp sự cố là AC thứ ngắt nhé. Đó. Thì em gắn cho anh em trên một cái dàn sắt V. Đó, có bánh xe lớn, có bắc đạn kéo cho anh em luôn. Đó, nói chung là chọn dàn cho anh em luôn, về chỉ việc bắt dây và xịt thôi nhá. Có tặng kèm cho anh em búng hút, búng hồi luôn. Đầy đủ. Đây là một dàn lắp ráp sẵn để trưng bày. Đó, anh em nào có nhu cầu lắp ráp những dàn như này thì anh em cứ liên hệ qua số điện thoại của Hoàng là số điện thoại 0345 0559 nhá. Hoàng sẽ lắp ráp cho anh em hết. Đó, bên Hoàng thì chuyên phân phối lắp ráp tất cả các dàn xịt anh em. Đó. Máy rất là dòng của Amactun này rất là bền nhé. Họ đây là đầu AM28D. Đó. Máy mới luôn nha anh em nhé. Động cơ Trần Hưng Đạo dây đồng chuẩn 100% cho anh em luôn. 3HP và motor động đầu xịt là 1.5 HP nhé. Đó, nói chung dàn anh em xịt thì nó siêu bền này nha. Thật sự rất là bền luôn. 3 bít tông nó chạy rất là khỏe. Có tăng chỉnh áp đầy đủ cho anh em luôn. Nói chung dàn này anh em xịt thuốc có thoải mái luôn nhé. Đó, thì em về chỉ cần bắt ra vòi ra đây thôi. Đó, anh em nào muốn mua thêm dây thì có thể liên hệ qua em mua thêm nhé. Đó, và dàn này em bán anh em chọn bộ. Nếu mà có gắn cái rơ le tự ngắt luôn ấy, là bên Hoàng đang bán anh em với giá là 5.500.000 nhé. Đó, còn anh em nào mình không gắn rơ le tự ngắt thì giảm là 250.000 nhé. Đó, không gắn rơ le tự ngắt thì giảm là 250.000. Còn anh em nào mình gắn rơ le tự ngắt là 5.500.000, còn không gắn rơ le tự ngắt là 5.250.000 nhá. Bên em bao ship tận nhà cho anh em luôn. Đấy là giá chưa kèm dây nha anh em nhé. Đó, bảo hành cho anh em 1 năm sử dụng. Rồi xin kết thúc video ở đây. Anh em nào có nhu cầu đặt mua thì liên hệ qua số điện thoại giúp em ạ.